vụ án 20 năm. Ta nghe nói vụ án này rất là nan giải. Ngay cả các ban tục phẩm truyền hình xét xử mà hắn vẫn không chịu công khai. Xem ra vụ án này thật là khó quá. Hay là còn khó xử hơn à? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Giờ đây cần nên thắm cha già mình. Tôi còn nghe quá là cả đôi đồn quyết không hề mai. Đang cạnh điều lạnh rơi đầu, hề muôn đời hóng hốt ta hầu hào. Sao thế nào bây giờ mình phải tìm cách bây giờ tâm sự đời này mà truy tầm gian quan.